Cảm biến áp suất lốp nó sẽ có tác dụng rất rất là gọi là về cái yếu tố an toàn ý, thì nó gọi là đánh giá rất là cao, vô đối về cái độ an toàn luôn. Anh em tưởng tượng là ví dụ anh em đang đi trên cao tốc mà lốp những thứ có vấn đề chẳng hạn, thì anh em hình dung được cái hậu quả nó sẽ như thế nào. Rất là khủng khiếp, thật sự rất là khủng khiếp. Đấy là trường hợp xấu nhất mà không ai mong muốn cả, nên là tất cả anh em mình phải chủ động về cái vấn đề đấy. Cái thứ hai nữa ở đây là trong những trường hợp nó thiếu hơi, thì anh em sẽ biết được nó sớm hơn. Đó, nó hiển thị luôn trên mặt đấy luôn nha. Tí mình sẽ đưa một số hình ảnh để anh em tham khảo. Đó, thì là mình cũng sẽ chủ động được hơn về cái vấn đề đó. Quay đi tóm lại thì nó vẫn là vấn đề an toàn, mà đặc biệt những cái đồ chơi trên xe mà nó liên quan đến yếu tố an toàn ý, thì anh em mình đặc biệt lên phát huy và cần phải lắp. Ví dụ như cảm biến áp suất lốp này, hay là những cái cam hành trình. Cam hành trình cũng là một cái liên quan đến yếu tố an toàn, mình đánh giá rất là cao, rất là cao. Đó, đây mình giới thiệu qua cái bộ này nha anh em nha. Mình bắt đầu tập trung vào phân phối cả cảm biến áp suất lốp nha. Cảm biến áp suất lốp thì đây hôm nay giới thiệu đây một mã cảm biến áp suất lốp Android, giá đẹp, giá này vô cùng đẹp luôn. Đây là bộ giá vô cùng đẹp. Thì đây, cái này là anh em nó ở trong túi nhé, cái này là mình đã cắt ra đấy nhé, cái này mình đã cắt ra đấy. Đó, thì đây là cái bộ trung tâm của nó này, bộ tín hiệu trung tâm này. Cái này anh em mình cắm thẳng vào cổng USB ở trên màn Android luôn nhé, cắm thẳng cổng USB luôn. Đây, đây là bộ tổng này. Đó, đây là bốn mắt có ký hiệu hết anh em nhé. Đó, bốn mắt. Đây là bộ cảm biến áp suất lốp van trong anh em nhé, van trong Android, van trong. Đó, đây mắt. Đây là cái USB thực sự là cũng chưa hiểu là nó để làm cái gì luôn anh em. Đây là sách hướng dẫn, ký hiệu các thứ 3M đầy đủ anh em nhé. Đây, anh em xem kỹ lại này. Đây bốn bộ của nó. Đây bộ van trong anh em nhé. Nếu như mà chạy cảm biến áp suất lốp ấy thì anh em mình lên chạy van trong. Van trong. Đó, có nghĩa là nó thay cái van gốc luôn nhé. Thay cái van gốc luôn nhé cả nhà. Thay van gốc luôn. Và đầu van nó sẽ thò ra như thế này. Đầu van sẽ thò ra ngoài. Đó. Anh em vẫn bơm bình thường nhé. Đây. Đây khi mình vặn ra đây. Cái này nó đủ bộ này. Ở đây mình vặn ra thì nó sẽ như thế này. Đó, đó, anh em thấy không? Đấy, đây, bơm trực tiếp vào đầu ấy luôn nhé. Bơm trực tiếp vào đầu ấy luôn. Đấy, là thế rồi. Thế là ok. Thay van gốc luôn anh em nhé, thay van gốc luôn. Cái này sẽ ở trong lốp, cái này ở ngoài. Hồi xưa mình không biết là nó lắp kiểu gì luôn, cũng tò mò. Nhưng hóa ra nó thay van luôn anh em ạ. Đấy, đây đầu này sẽ thò ra ngoài và dán mấy cái tem bảo vệ ở ngoài thôi là xong. Đây là các cái thông số bên trên này, mọi người nhìn rõ không? Đó. Điện nó là điện USB, nó chỉ có 5V thôi nha. Nó chỉ có 5V thôi. Đấy, anh em nhìn thấy không? Đó. Đấy, đây là bộ hoàn thiện nha. Chi phí bộ này nếu anh em mà lấy xỉ số lượng được thì rất là rẻ luôn. Rất là rẻ. Giá cực đẹp luôn anh em. Rồi, xin cảm ơn anh em nha. Chào mọi người. Xin chào. Đây nhé, em xin phép gửi anh em một số cái hình ảnh cảm biến áp suất lốp của Android nhé. Android nó chỉ chạy trên màn nhé, và nó sẽ hiển thị như này ạ.